người ta đập hộp đồ hiệu phải không? Đây tôi đập hộp đồ đồ vệ sinh lau nhà. Thơm quá đi. Xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh Annie Japan. Thì ngày hôm nay là một ngày mà tôi sẽ dắt mọi người đi siêu thị để mua đồ gì ta? Không biết gọi là gì. Mấy cái đồ hộp thơm thơm, tủ quần áo nè, với lại một số đồ để vệ sinh nhà cửa đó cho nó thơm. Nói chung là mấy cái đồ thơm thơm. Thì nếu như mà mọi người coi nha, nếu như mà mọi người thích thì hoặc là mọi người muốn hỏi thêm cái gì thì mọi người cứ hỏi thêm để tôi làm video nha. Thì hôm nay tôi sẽ ăn thịt luộc nè với lại dưa chua. Hi hi. Thêm một chút nước mắm và ớt nữa. Mọi người nói là tại sao tôi không làm múc bát đi. Múc bát phải không ta? Hay gọi là cái gì? Gọi là ăn mấy cái kiểu như mà ăn quay video đó. Tôi cũng thấy mọi người làm, tôi cũng ham lắm mà tôi không có biết cách làm mọi người ơi. Tại vì ví dụ như đồ ăn mà ngon á là hả, tôi ăn mà tôi không mở miệng tôi nói được. Cái hồi tôi ăn tôi lo ăn không mà. Cái nết của tôi nó xấu như vậy đó. Cái nết nó ăn nó hả, cái tính nó kỳ lắm luôn ấy. Đó, bắt đầu ăn nha, ăn là phải chảy nước miếng đồ đó. Là hả, trời ơi là thiệt luôn á, không có mở mồm ra mà để nói được luôn ấy. Rồi bây giờ ăn xong thay đồ đi chợ thôi. Mang cái túi đựng ví và một cái túi để đựng đồ mua. Rồi tiếp theo thì khóa cửa và đi vô siêu thị ở gần nhà nè mọi người ơi. Đây thì cái chỗ này là bán quầy thuốc nè, rồi là đồ ăn cũng có, thực phẩm chức năng cũng có. Nhưng mà tiền thân của nó là kiểu như là mấy cái nhà thuốc, tiệm thuốc, mấy cái đồ vật dụng gia đình nha. Sắp vào mùa đông rồi nên là bán mấy cái dạng như là làm ấm á mọi người. Nè, để dưới giày cho nó ấm nè. Rồi là để ở trong quần áo nữa, để đi ra ngoài không đỡ bị lạnh đó mọi người. Có rất là nhiều dạng luôn á. Ngày xưa thì tôi ở trong Sài Gòn nên là cũng không có bị lạnh. Đây tôi muốn mua cái này nè mọi người. Cái này gọi là gì ta? Đồ thơm phòng hả? Cái này là tôi muốn để trong tủ quần áo để cho nó thơm. Tại vì hết rồi. Cái mùi này thì cũng được, hay là mùi này ta? Cái mùi này có vẻ hơi xà bông. Thôi, chọn cái mùi này đi. Từ ê, khoan. Tôi thấy ở trên này có một cái hộp nó bự hơn, hay mua hộp bự đi cho tiết kiệm. Tại vì có nhiều ngăn tủ mà, đúng không? Đó, xong rồi. Tôi bắt đầu tìm tới chân ái của cuộc đời tôi. Để ngửi thử coi cái mùi nó như thế nào. Đó, tôi đã quyết định lấy màu tím rồi, màu tím mộng mơ hợp với lại màu móng tay của tôi. Đó, ok, lấy một hộp. Rồi tiếp theo là cái gì nữa ta? À, cái này nè. Để ngửi thử coi cái mùi nào ta. Mùi này hả? Trời ơi. Hay là mùi này? Rồi tôi quyết định lấy cái mùi này. Cũng ok. Ê, cái hộp này khoảng 300 ngàn hả? Có vẻ mắc ha. Đây, tôi sẽ mua một cái này nha mọi người ơi. Nhớ xem video để xem nó là cái gì nha. Ê, cái này thì để thùng rác hả? Cần không ta? Tôi khỏi đi. Không cần đâu, tại vì trước đây mua rồi cũng không có tác dụng gì nhiều lắm. Làm thơm thùng rác. Còn cái này, à cái này cũng có nha. Nhà tôi cũng có ai biết cái này cái gì không? Nếu như mà không biết thì tôi sẽ lên video nha mọi người ơi. Cái này là thuốc diệt gián nè mọi người. Nghe nói là cái hộp này tốt lắm luôn á. Là con gián ăn xong nó sẽ chết. Xong rồi những con gián khác ăn cái xác chết của con gián đó. Và những con gián khác không có thể nào mà sinh sản gì đó được đó. Xong rồi cuối cùng nó không tiến hóa được, nó không sinh sôi được và nó chết đó mọi người. Đó, rồi tiếp theo. Trời, có nhiều thứ để mua quá. Chỉ có một thứ không có là không có tiền thôi. Cái này thì nhà vẫn còn nè. Khoan. Không còn. Không, thôi. Bớt lại. À, cái này là để lau mấy cái chỗ mà nấm mốc rồi là bị màu á mọi người. À, bị màu là bị gì ta? Ui, màu là bị gì? À, nó bị đổi màu á.
Kabi là mấy nấm mốc này nọ. Mê vết ố, đúng rồi, mê vết ố. Rồi tiếp theo là cái gì? À, cái này là tôi sẽ mua nha mọi người. Cái này là để trong nhà tắm, để xông cho nhà tắm. Có trong cái này nó có phân tử bạc ấy, thì khi mà xông trong nhà tắm thì nó sẽ giúp cho nhà tắm không bị nấm mốc nhiều. 2 tháng sử dụng một lần. Nhà tôi cũng đang xài cái loại bột giặt này đó mọi người. Cái loại bột giặt này là nó làm bằng dạng hạt như thế này đó mọi người. Trời ơi má ơi, nó thơm lắm luôn ấy. Thơm vô cùng thơm nha mọi người. Thơm tới nỗi mà tôi bị hạn chế cho, tại vì nó quá thơm. Nó thơm mà thiệt nhức đầu luôn á. Cái này là cái gì đây, ngửi thử coi. Ôi chú cha mẹ ơi, nó thơm nha. Cái này á hả, không có dạng thì thôi không được. Mai mốt tôi sẽ mua cái chai này, là cái chai mua về để xịt vô trong quần áo cho nó thơm. Đó, nếu như mà quần áo mà đi tiệm gì ta, tiệm đồ nướng nè, hay đi đâu đó mà về nó bị mùi khói thuốc lá chẳng hạn á, thì xịt vô. Còn đây là quầy ăn dặm dành cho em bé, có rất là nhiều loại, nhìn vậy thôi chứ không biết có ngon hay không nữa mọi người ơi. Ví dụ như là khi nào đi xa mà bận á, thì mang theo 1-2 hũ nha. À, phía dưới này là mấy cái loại sữa mà tôi thấy là mọi người ở Việt Nam mua cho con quá trời mua luôn ấy. À, tôi kể cho mọi người nghe, ngày trước tôi có mua cái sữa này gửi về cho bạn tôi. Thế là bạn tôi nó hỏi là tại sao hộp sữa này chỉ có 800g thôi, nhưng mà lại tính tiền là 1kg. Nhưng mà nó vẫn chưa cộng cái tiền lon vô. Nên là cái hộp sữa này á, nếu mà cân lên thì sẽ hơn 1kg. Nên là không phải là hộp sữa nó chỉ có 800g thôi đâu. Tôi tính mua cà phê, tôi uống loại cà phê không caffeine nhưng mà lại không có. Nên là thôi, thật là may mắn vũ trụ đã gửi tín hiệu cho mình là sẽ không tốn tiền. Còn đây là tôi tạt ngang qua cái quầy mặt nạ nha mọi người. Cái này thì ở Việt Nam chắc là nổi tiếng lắm nè. Lululun. Lululun đó mọi người. Mùa đông thì tôi hay xài mặt nạ nha, tại vì cái da mặt của tôi nó rất là khô đó mọi người. Còn bên cạnh là quầy mỹ phẩm nha, có rất là nhiều loại luôn ý. Nhưng mà tôi thì không có make up nhiều. Cái này là chì kẻ chân mày nè mọi người. Cái chì kẻ chân mày thì không biết có mắc hay không ta. 400 yên là khoảng 80-90 ngàn đó. Có vẻ mắc đó, nhưng mà xài cũng không có thích lắm nha. Mua xài thử một lần rồi. Mấy cây này là mấy cây son. Tôi á hả thì tôi không có xài son, tôi chỉ xài dưỡng môi thôi. Ngày trước á, hồi còn trẻ thì hay xài son, nhưng mà từ hồi mà tôi 24-25 tuổi phải không ta? Từ hồi tôi 24 tuổi là tôi không có xài son nữa nha mọi người. Rồi, đi một vòng siêu thị rồi còn gì nữa không ta? À, giới thiệu với mọi người nha, một cái hãng nữa dành cho việc chăm sóc da khá là ok nha mọi người, rất là lành tính nè. Giá cả thì không biết gọi là mắc hay là không, nhưng mà giá cũng hơi gọi là cao một chút xíu. Ví dụ như là sữa rửa mặt thì khoảng hơn 200 ngàn. Ủa vậy là cao không ta? Không biết nha, tùy từng mọi người nha. Tùy mỗi người nha. Rồi tiếp theo, đi cho mọi người dạo một vòng siêu thị để coi có gì hay không nè. Cái khúc này là phân khúc dầu gội và dầu xả nha mọi người. Rất là nhiều hãng để lựa chọn. Nhìn vô là thấy nhức đầu rồi đó. Rất là nhiều nha mọi người ơi. Mọi người thấy không? Rất là tốn tiền luôn đó. Bao bì thì rất là bắt mắt. À, cái này là cái dạng wax là để giữ nếp tóc nha, cho mấy chị em ở bên Nhật hay xài đó mọi người. Nó không phải là dạng gel mà là dạng wax là ịn luôn trên tóc ấy. Con gái tôi thì xài cái này nè. Rồi tôi thì xài cái ở phía dưới này. Cái này rẻ tiền thôi đó, nhưng mà cũng khá là ok nha, tại vì nó không có bị giữ nếp cứng quá. Rồi, tiếp theo vẫn là dầu gội. Thôi sao dầu gội nhiều quá vậy? À, cái khúc này là cái khúc mà để đi du lịch nè. À, cái này thì ở Việt Nam chắc là nhiều người biết.
Đây mấy cái đồ mini để đi du lịch đó mọi người. Rồi, cho mọi người coi sơ qua là cái phần nước uống rồi. À cái quầy này là cái quầy mà sẽ cái gì đồ giảm giá đó mọi người. Thỉnh thoảng thì tôi sẽ mua nhưng mà hầu như tôi sẽ không mua, tại vì không có gì xài được. Rồi tiếp theo để tính tiền đi về nha mọi người ơi. Bên Nhật á, bây giờ nó bán túi ni lông nên là ai đi ra ngoài đường cũng xách một cái túi theo để đựng đồ mua hết á. Rồi để tôi lấy tiền ra đã nè. Rồi mua xong rồi. Rồi bây giờ mọi người đợi tôi một chút xíu nha, để tôi bỏ bịch. Đó, không mấy chút xíu này thôi á hả, mà 600-700 gì đó quên mất tiêu rồi. Đây, xe đạp của tôi thì để ngoài này nè. Bữa nay trời gió quá trời luôn á, trời cũng bắt đầu nó hở lạnh dần dần đi luôn. Đây nè, bà già này cũng mang một cái túi đi theo á mọi người, để đựng đồ ấy. Rồi ok, bây giờ sẽ là... Bây giờ đập hộp nha. Cái đống này là lúc nãy tôi mới mua về đó. Thì cái này á, là cái mà để thơm của quần áo ha. Chỉ để trong ngăn tủ thôi. Cái này á, thì để treo ở tủ quần áo nha. Đây. Sáng nay đi vậy thôi hả, mua sơ sơ. Cái đống này á, hở hết 600-700 đó. Cái này thì để trong toilet nè mọi người ơi. Bước ra đường hết tiền. Cái này là trong nhà tắm nè mọi người. Đây, tôi bóc thử ra nha. Người ta đập hộp đồ hiệu phải không? Đây tôi đập hộp đồ đồ vệ sinh lau nhà. Đó, mọi người thấy chưa? Cái này sẽ để trong nhà tắm nè, xong rồi nó xì cái hơi lên đấy, xong rồi nó sẽ làm cho nhà tắm sạch, không có bị vi khuẩn. Cái này vào trong cái toilet trước. Lý do tại sao có nhà bảo trong toilet đúng không? Thì tôi sẽ cho mọi người thấy được là trong toilet của Nhật ấy, nó có cái chỗ để tắm này. Đây, nó như thế này nè. Đó. Mùi gì ta? Mùi xà bông không? Không biết nữa. Đây, nó có cái chân này nha, để xuống nè. Nhưng mà cái này không có phải là cục thơm trong nhà tắm, mà là cái gì ta? Đây, từ từ mọi người đợi tôi chút. Quay lại tay, quên mất rồi. Ok con dê. Đây là ai, hai cái cục này để nguyên như vậy. Xong rồi đâm. Trời lâu rồi không làm quên. Rồi nó thành một cái cục này, nhìn dễ chuông không? Bây giờ hả, cất nó đi nha. Bạn mang bỏ vào trong toilet nha. Tôi sẽ giới thiệu với mọi người hả, cái toilet nhà tôi. Mắc cười ha. Đây cái cục này này đúng không? Bây giờ làm sao? Đây để chút xíu. Thì á, toilet ở Nhật ấy, cái phần này á, cái này là toilet ở trên lầu. Thì ở trên lầu ở Nhật họ không có lắp cái bồn rửa tay. Thì cái chỗ này nó sẽ là cái bồn rửa tay. Để vào trong này. Nãy tôi găm vô rồi đúng không? Thì tôi để vào đây. Đó, nó sẽ chảy nước xuống đây nè. Đó, nó sẽ chảy nước xuống cái bồn này nè. Thì khi mà nhấn mà xả nước ra, nhấn vào đây nè. Thì xả nước ra thì nước nó sẽ chảy xuống đây và nó tự động nó gọi là gì ta, nó lau cái, nó vệ sinh cái phần bồn cầu ở dưới luôn. Đây, còn nhà vệ sinh ở Nhật á thì đây. Khoan đã, mùa đông rồi á nên là tôi sẽ phải bật cái chế độ mà lò sưởi lên để cho nó bớt lạnh á mọi người, nhưng không chưa lạnh lắm. Thì khi nào mà lạnh á thì sẽ mở cái nút bấm lên á để cho cái bồn vệ sinh của mình nó sẽ ấm lên, nó không có bị giật mình đâu mọi người ơi. Đó, mà mắc cười lắm, lần đầu tiên tôi qua Nhật tôi không biết bấm nút nào luôn á. Mắc cười lắm. Đó, rồi xong ha. Ok. Em định vị đây thì mọi người thường thường á là rửa tay xong đúng không thì sẽ như thế này. Tại vì ở bên Nhật nó không có cái gọi như là cái vòi xịt, nó chỉ là cái, nó sẽ dùng cái vòi tự động này nè. Đó, xong rồi ở trong này nó có nhà tắm nó là nhà vệ sinh khô á mọi người. Đó thì nó có cái này. Rồi xong. Xong rồi thì rửa tay ở đây này cũng không cần phải rửa xà bông tại vì cũng không có cái gì hết trơn, thế là lau tay vào đây. Ok. Rồi ok. Mạnh nhỏ thì để ở đây. Đó. Rồi, xong rồi em. Thì nè, cái chai này á, xài cái chai này nha. Thì không có cần phải chà. Đó là cái chai này thực sự rất là sạch luôn ấy. Nên là nhà tôi không có cây chà như vậy á, là chỉ có bỏ vô trong cái nhà vệ sinh xong rồi xịt nước như vậy, xong rồi để một chút xíu. Xong rồi khoảng để khoảng 2-3 phút gì đó, khoảng 5 phút gì đó. 2-3 phút. Xong rồi hả. Đó, xả nước là nó sạch bon, trời ơi sạch lắm luôn ấy. Rất là sạch. Thực sự luôn. Trời, phát minh vĩ đại nha mọi người.
treo. Đây. Cái này để treo trong tủ quần áo cho nó thơm nè, rất là thơm luôn ấy. Đó, treo hai cái đứt. Hai cái tủ này, một cái tủ kia là đủ rồi. Ok, bây giờ tôi sẽ gỡ ra nha mọi người ơi. Đập hộp đồ hiệu là xưa rồi, bây giờ là đập hộp mấy cái thứ nè. Trời ơi, nó thơm quá. Để chơi trong tủ quần áo. Đó. Mình chơi tủ quần áo nha. Còn cái này thì sẽ là cái này tôi luôn mua dạng premium. Nó như vậy nè mọi người. Sẽ nhỏ ra nha. Đó. Cái này là để trong hộp tủ, nhưng mà cái hộp tủ đó là phải đóng lại. Nếu mà mở ra thì nó lại không có thơm. Thơm lắm luôn á mọi người. Cái mùi quần áo nó thơm hay là thơm, thơm nhắm luôn ấy. Đó, nó nhìn thế này nè mọi người ơi. Mùi gì ta? Thơm quá đi. Cái này tôi sẽ để vào trong hộp tủ nha. Tại vì hộp tủ hôm bữa tôi để nhiều rồi. Bây giờ tôi để thêm hai cái hộp tủ mà nó còn thiếu rồi. Hộp tủ quần áo. Đi thôi. Sắp tới mùa đông rồi nên tôi để vô cái chỗ ngăn để khăn nha. Đó, để hai cục vô. Lắm. Ngày trước tôi có mua cái nhỏ nhỏ này nè, nhưng mà nó gần hết rồi, gần hết thơm rồi. Đó, thì đi như vậy. Ok, đến này nhỏ. Đó. Còn đây là mẹ người biết sao họ bên Nhật có mùa đông á, nó hay có con này nè. Cái con này ở bên Nhật có tiếng Nhật nó là Dani á, nhưng mà tôi không biết tiếng Việt, không biết tiếng Anh, tôi cũng chả biết tên nó là gì hết trơn á. Chắc con này có mình ở Nhật có đâu qua. Nó rất là ngứa nha. Con gái tôi bị dị ứng với con này nè, trời ơi. Đó, nên là tối ngủ nó phải xịt cái này. Đó. Xịt như thế này. Mà giặt quá trời giặt luôn rồi. Giặt khăn giặt mền thì nó cũng có. Tại vì con gái của tôi là bị dưỡng cấp độ cao ấy. Gấp mấy lần, gấp 3 lần người bình thường ấy. Chứ người bình thường cắn như đi không biết đâu. Khổ tâm ghê luôn á. Nên là ai mà gọi là cái gì ta, nếu như mà gọi là ngủ đêm mà hay bị ngứa 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 ấy, nhiều khi là do con này nó cắn nha. Hoặc là bị dị ứng mấy con này. Đó. Đó là mấy cái người mà sạch quá đó thì sẽ bị dị ứng. Bây giờ tôi đang ở trong nhà tắm nhà tôi đó mọi người. Bây giờ là cái này là 2 tháng sử dụng một lần nè. Lần đầu tiên xài coi nó thế nào. Hú hú. Gỡ ra coi. Ở Việt Nam thì nhà tắm sẽ xây chung với lại là toilet đúng không? Còn ở Nhật đó thì họ lại xây riêng ra. Tại vì nhà tắm là họ để ở ngoài, ở trong. Còn nó ở toilet đó, thì ở cầu thang và ở gần cửa ra vào. Mở ra sẽ tập. À, cái này á mọi người là cái này đổ nước vô thêm nữa, phải lột cái này ra. Lột cái này ra. Trời má ơi sao nó cứng vậy. Yeah. Coco ma đệ. Đây. Bên trong là mọi người. Mọi người coi bên trong nha, đây tôi quay cái này lại cho mọi người. Trong như thế này, đó, nó như thế này. Đây. À, ok, understand. À, là đổ nước ngập ở đây nha, xong rồi để cái này vô, ok, đợi tôi chút xíu. Cái tôi bị hết hồn khi nó xịt lên như vậy nè mọi người. Thế là tôi quay lại không có được, trời ơi, su ghê, bây giờ thì nó hết rồi. Video tới đây đã hết rồi mọi người ơi. Nếu như mà mọi người thích á, thì hãy bấm like và follow tôi nhé. Còn nếu như muốn đi đâu thì hãy comment cho tôi biết nha. Hãy đi du lịch vòng vòng chung với tôi qua màn ảnh nhỏ nha. Bye bye.